nước mắm hoàng gia, tinh hoa đất Việt đang được bán tại các nhà hàng và siêu thị ở Sydney, Melbourne và Perth. Danh sách điểm bán hàng chúng tôi đang cho chạy trên màn hình. Tại Perth, nước mắm hoàng gia đã có mặt tại hệ thống siêu thị MCQ. Để tỏ lòng tri ân khách hàng, kể từ nay cho đến hết ngày 31 tây tháng 5, siêu thị MCQ sẽ biếu tặng 2 bình nước trái cây Mali khi quý vị mua một chai nước mắm. Xin hân hạnh giới thiệu bột nêm Marcel sản xuất tại Úc, một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, chiết xuất từ rau củ quả, đặc biệt không gluten, không bột ngọt, không đường hóa học. Một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt cho các cụ ông cụ bà. Sản phẩm được bán rộng rãi tại các siêu thị người Việt với hai kích cỡ, độc quyền cho cộng đồng người Việt là 800g và 250g. Chúng tôi đang cần đại lý từ khắp nơi trên nước Úc. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0452 067 535. Lily và Kim Hoa, rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 12 tháng 4 năm 2023. Và kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers cùng với Tổng thư ký của Bộ Ngân khố là ông Stephen Kennedy cũng như là Thống đốc của Ngân hàng Trữ Kim, Tiến sĩ Philip Lowe cùng nhau lên đường đến Washington DC để tham dự hội nghị cấp bộ trưởng trong nhóm G20. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngân khố của Úc cùng với phái đoàn cũng sẽ tham dự cuộc họp với Quỹ tiền tệ thế giới IMF và Ngân hàng Thế giới World Bank trong bối cảnh mà kinh tế trên toàn thế giới đang có nhiều yếu tố bất định, đặc biệt là sự sụp đổ của ba ngân hàng tại Hoa Kỳ cũng như là tình trạng khó khăn của ngân hàng lớn nhất tại Thụy Sĩ và ngân hàng Deutsche Bank ở nước Đức là những bối cảnh mà các chuyên gia kinh tế đang vô cùng lo lắng. Và trong cuộc họp lần này tại Washington thì nhóm G20 hy vọng sẽ tìm ra một cái lối thoát nào đó cho nền kinh tế của mỗi một quốc gia nói riêng cũng như trên toàn thế giới nói chung, khi mà dự phỏng của IMF cho thấy là sự tăng trưởng kinh tế của năm nay 2023 chắc chắn là sẽ sụt giảm, thấp hơn năm ngoái 2022 ở mức rất cao. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là về kinh tế toàn cầu. Còn nhận định về nền kinh tế Úc Châu thì cũng giống như dự đoán của Ngân hàng Trữ Kim RBA, thì Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho rằng nền kinh tế Úc sẽ giảm tốc mạnh, giảm từ 1.9% mức tăng trưởng được dự báo cho năm nay xuống chỉ còn 1.6%, với mức tăng trưởng gần như là dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers thì cũng nói rằng Úc cũng có thể sẽ tránh được nguy cơ suy thoái, tức là sẽ không thể nào có cái tình trạng diễn ra là hai quý tăng trưởng âm liên tiếp. Và bất chấp những cái nhận định này thì thị trường chứng khoán Úc trong phiên mở cửa ngày hôm nay thì các chỉ số giao dịch vẫn gia tăng, tức là trên cái bảng điện tử vẫn phủ sắc xanh là chính. Trong khi đó thì thương hiệu sản xuất hộp đồ nhựa đựng thực phẩm là Tupperware thì đang có nguy cơ sụp đổ do ảnh hưởng từ đại dịch, kinh tế khó khăn hay là việc người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Cổ phiếu của công ty này đã giảm một nửa vào hôm thứ Hai xuống mức thấp kỷ lục sau khi công ty cho biết vào tuần trước là cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động vốn. Tupperware thì cũng đã lỗ tới 35 triệu đô la Mỹ trong tháng cuối của năm 2022, khiến các nhà đầu tư mà rót có cổ phần trong công ty này thì hết sức lo ngại. Và doanh thu cũng đã giảm gần 500 triệu đô la Mỹ xuống trong quý 4 năm 2020, xuống chỉ còn hơn 300 triệu đô la Mỹ trong quý cuối cùng của năm ngoái. Và tháng trước họ cho biết thì mạng lưới bán hàng trực tuyến của họ cũng đã giảm tới gần 1.5%. Trong khi công ty này ở Úc Châu thì cũng đang có chương trình giảm giá các cái loại hộp đựng thức ăn mà bán trên thị trường Úc Châu. Và kính thưa quý vị, trong đời sống hàng ngày thì việc thiên tai mưa lũ liên tục xảy ra trên toàn quốc Úc Châu, đặc biệt là tại khu vực Lismore của tiểu bang New South Wales trong năm 2022 vừa qua, đã đưa đến một cái tình trạng là rất nhiều căn nhà trong vùng lũ lụt đã không thể nào mua bảo hiểm. Hoặc nếu có thể mua bảo hiểm thì cái tiền mua bảo hiểm mỗi một năm cũng đã gia tăng ở mức rất cao, thậm chí cao gần tương đương với một đầu lương của một người. Và vì vậy mà nhiều chuyên gia cho rằng chính phủ cần phải vào cuộc khi mà các công ty không bán bảo hiểm cho những ngôi nhà ở vùng lũ lụt. Thì chính phủ cần phải gánh trách nhiệm này, bởi vì cư dân không có quyền lựa chọn và cư dân cũng không có lỗi khi mà đã mua những căn nhà ở những khu vực lũ lụt này.
Đơn cử một trường hợp trên đài ABC đã cho biết đó là một doanh nghiệp tại thị trấn Lismore thuộc phía bắc của tiểu bang New South Wales. 5 năm trước, có nghĩa là vào năm 2017, khu vực này cũng đã từng xảy ra những đợt mưa lũ. Tuy nhiên, đợt mưa lũ lần đó đã không quá nặng nề và chủ nhân của doanh nghiệp này họ vẫn có thể tự sửa chữa nhà cửa sau khi nước lũ rút đi để mà tiết kiệm tiền bảo hiểm. Nhưng mà trong năm 2022 vừa qua, khi mà ngôi nhà hoặc là doanh nghiệp của họ bị nhấn chìm trong nước lũ thì họ đã không thể nào tự thân mình để mà sửa chữa căn nhà, trong khi họ không hề mua bảo hiểm. Lý do là bởi vì bảo hiểm quá đắt, giá gia tăng lên từ 15.000 đô la một năm, thậm chí lên đến mức 36.000 đô la một năm cho một căn nhà. Và đây là những cái tình trạng đã khiến cho rất nhiều những căn nhà tại Lismore đã không được sửa chữa trong 18 tháng vừa qua sau khi đợt lũ đầu tiên vào tháng 2 2022 đã rút đi. Và chính vì vậy mà các chuyên gia cho rằng chính phủ phải vào cuộc. Chính phủ phải là những công ty bảo hiểm công để bán bảo hiểm cho những căn nhà như thế này, với hy vọng là người dân Úc vẫn có được những cái việc tài trợ. Nếu không may nước lũ kéo về thì họ vẫn còn có tiền để sửa chữa. Tuy nhiên, đề nghị này có lẽ là không được chính phủ lắng nghe, bởi vì một lần nữa nó sẽ gây tốn kém ngân quỹ rất lớn. Rõ ràng rồi, thưa chị Kim Hoàng. Nhưng mà thưa quý vị và các bạn, ở những vùng lũ thì các công ty bảo hiểm dường như cũng không muốn bán bảo hiểm bởi vì khu vực đó quá rủi ro. Bởi vì khi mà họ bán bảo, tất nhiên họ phải tăng rất nhiều thì người dân thì cũng không đủ tiền để mua. Chính vì vậy mà các chuyên gia cho rằng là chính phủ cần phải vào cuộc. Như ở New Zealand, tại một cái khu vực mà hay xảy ra động đất thì chính phủ cũng đã phải lập một cái ủy ban về động đất để mà xử lý hay là bồi thường cho người dân ở khu vực đó, bởi các cái công ty bảo hiểm cho rằng việc bán bảo hiểm ở những nơi đó cũng gặp quá nhiều rủi ro. Trong khi đó thì về vấn đề tội phạm mạng thì thưa quý vị và các bạn, với công nghệ ngày càng phát triển thì cũng có mặt tiêu cực là sẽ bị các nhóm tội phạm tận dụng để dễ dàng mà lừa đảo người dân hơn. Như đầu năm nay, hãng Microsoft cũng đã tiết lộ rằng một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo AI mới của họ có thể bắt chước giọng nói của bất cứ ai nếu mà sau khi nghe cái giọng nói của người đó chỉ trong vòng 3 giây đồng hồ. Và việc này rất tiện lợi nhưng mà cũng có một điều nguy hiểm, bởi bọn tội phạm có thể dùng cái trí tuệ nhân tạo đó để bắt chước giọng nói nhằm thuyết phục người khác nhận ra danh tính của người quen. Hoặc hiện nay có rất nhiều người dùng mã khóa bằng giọng nói của mình, nên chỉ cần bọn tội phạm lừa thu được giọng nói là có thể mở được mật khẩu. Và ngay như ở Úc thì các dịch vụ như là Centrelink hay là cơ quan thuế vụ ATO thì cũng có dịch vụ là xác định danh tính bằng giọng nói. Bởi trước nay người ta cho rằng là giọng nói cũng mang tính an toàn và bảo mật cao như là vân tay. Và vào tháng 3 vừa rồi thì một nhà báo của tờ The Guardian Australia thì cho biết anh cũng đã thử nghiệm và có thể sử dụng phiên bản AI mang giọng nói của chính mình để truy cập vào tài khoản tự phục vụ Centrelink của mình. Điều này thì thật tiện lợi nhưng mà lại gây lo ngại cho rất nhiều các cái chuyên gia bảo mật, bởi như vậy là bọn tội phạm có thể thu được giọng nói và có thể tự truy cập vào các cái website này. Và kính thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI ngày càng phổ biến và tất nhiên việc nào nó cũng có hai mặt trái và phải, như là đồng tiền vậy. Mặt trái là nó tạo ra nhiều tệ nạn xã hội, mặt phải thì nó cũng sẽ giúp cho con người có thêm những cái kiến thức mà chúng ta không thể có được. Tuy nhiên, khi mà AI nó đã phát triển đến một cái mức độ mà có thể giả dạng cả giọng nói thì đó là một cái nguy cơ rất là lớn. Ngay cả những cái trường hợp tội phạm ở mức độ nhẹ thôi, thí dụ điển hình đó là cái trường hợp trước đây chúng ta hay gọi là tin nhắn, những cái tin nhắn SMS với cái nội dung bắt đầu là hai mong. Những cái nội dung này thường thường là yêu người con gửi cho người mẹ bảo rằng đang thiếu tiền để mua sắm một cái gì đó và yêu cầu người mẹ chuyển số tiền vào tài khoản của mình. Lý do họ đưa ra là khi mà nhìn thấy cái số điện thoại mới là bởi vì họ mất đi cái số điện thoại cũ. Thì trong trường hợp những ngày vừa qua, những cái trường hợp hai mong này cũng đã bị giả dạng bằng chính giọng nói và ngay cả người mẹ cũng không thể nhận biết được đó là giọng của con mình hay là giọng của một cái trí tuệ nhân tạo AI. Và người mẹ này cũng đã bị mất tiền bởi vì cái giọng nói nghe rất là giống với giọng nói con của mình. Đó chỉ là những cái trường hợp lừa gạt một vài trăm đô la thôi. Nhưng có thể sẽ xảy ra những cái trường hợp lừa gạt lớn hơn nhiều. Và vì vậy mà chính phủ Úc hiện nay cũng không thể nào tự tin khi cho rằng giọng nói của một con người hoàn toàn được bảo mật
tương tự như vân tay. Cho đến bối cảnh hiện nay thì có thể nói vân tay là một cái hình thức security duy nhất, bảo mật nhất. Chúng ta có thể tin tưởng, có thể identify, xác nhận được danh tánh của người đó. Nhưng giọng nói vẫn không thể nào gọi là bảo mật 100% với sự phát triển hiện nay. Và như chị Kim Hoàng nói, cái trường hợp mà một người con mà giả giọng người con để gọi cho mẹ mình thì rõ ràng là người phụ nữ đó thì không thể nào phân biệt được là con mình hay là một cái trí tuệ nhân tạo đang nói để biết mình là đang bị lừa. Nên do vậy là nhiều người cũng sẽ dễ bị mắc lừa. Do vậy mà các cái chuyên gia bảo mật an ninh ở Úc Châu cũng khuyên những cư dân rằng khi mà chúng ta nhận được một cái cuộc gọi, tốt nhất là nên đừng làm theo những yêu cầu trong các cái cuộc gọi đó, mà tốt nhất là nên gọi lại chính cái người vừa gọi cho mình để xác nhận xem là đúng họ đang yêu cầu cần mình chuyển tiền hay không, hay là bảo mình làm cái gì đó hay không. Thật ra thì với cái việc giả giọng nói như thế này, nó có thể ảnh hưởng rất sâu rộng trong cộng đồng người Úc nói tiếng Anh. Riêng đối với cộng đồng người Úc gốc Việt thì cái việc này nó sẽ không ảnh hưởng nhiều. Bởi vì thông thường những cái thế hệ tiếp nối khi mà họ gọi điện thoại cho cha mẹ ông bà thì họ hay dùng ngôn ngữ gọi là song ngữ, có thể lẫn lộn giữa Anh và Việt. Và cái việc này thì có lẽ là trí tuệ nhân tạo AI vẫn chưa thể nào bắt chước được. Cho nên ông bà người Việt hoặc cha mẹ người Việt cũng không thể ít khi nào có cơ hội hoặc có nguy cơ trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo này. Vâng, ít nhất là những người Việt chúng ta cũng tạm yên tâm về vấn đề này. Còn thưa quý vị và các bạn, là một cái nghiên cứu mới do Hội đồng Dịch vụ Xã hội của tiểu bang New South Wales ủy quyền cũng cho thấy là ở tiểu bang New South Wales có 1 triệu người đang sống dưới mức nghèo khổ. Và đa số họ là những người đang hưởng lương hưu hay các khoản trợ cấp xã hội, bởi những khoản tiền mà họ nhận được là cố định, mặc dù cũng đã vài lần gia tăng thời gian qua, nhưng mà cũng không theo kịp được với mức tăng của các loại giá cả hàng hóa và thực phẩm, đặc biệt là tiền thuê nhà. Và nghiên cứu này dựa trên dữ liệu thống kê dân số vào năm 2021 cho thấy là kể từ năm 2016 đã có thêm 100.000 người nữa rơi vào cảnh nghèo đói, và hơn một nửa trong số họ đều ở trên tuổi 65. Và áp lực chi phí sinh hoạt gia tăng cùng với giá nhà thuê gia tăng không ngừng trong vòng 1.5 năm qua thì cũng càng làm trầm trọng thêm vấn đề này. Do vậy mà thực tế số người rơi vào cảnh nghèo đói ở tiểu bang New South Wales là ngày càng nhiều. Và nghiên cứu cũng cho thấy có sự bất bình đẳng giữa các vùng ngoại ô ở Sydney ngày càng sâu sắc, với tỷ lệ người nghèo đói cao là thuộc các vùng ở ngoại ô phía tây của Sydney, trong khi vùng ven biển phía đông hay phía bắc thì số người nghèo lại giảm đi. Và tỷ lệ nghèo đói cao nhất là được ghi nhận ở các vùng ở phía tây nam của Sydney, với gần 1/3 dân số đang phải sống ở mức rất khó khăn. Trong khi ở bờ biển phía bắc của Sydney thì có cái tỷ lệ nghèo thấp nhất thành phố chỉ là 3.67%. Riêng về trẻ em thì báo cáo này cũng cho thấy những trẻ em nghèo nhất đã sinh sống tại 2 khu vực. Thứ nhất là ở khu vực Renville, South Renville với tỷ lệ là 41%. Thứ nhì là ở khu vực Auburn với tỷ lệ là 38%. Trong khi 40% những người nghèo thường là những người thuê nhà tại những khu vực như là Regent Park, Guildford hoặc là South Renville. Và trong số hơn 57.000 gia đình trong danh sách đang chờ đợi để có một căn nhà xã hội tại tiểu bang New South Wales thì có hơn 18%, tương đương với 30% đang sinh sống ở khu vực bờ Tây của Sydney. Nói một cách tổng quát, sự bất bình đẳng xã hội hiện nay đang xảy ra nghiêng về khu vực phía Tây Nam của Sydney, là nơi rất đông cộng đồng người Việt của chúng ta sinh sống. Trong khi khu vực bờ Đông, khu vực phía Bắc của Sydney thì cái cuộc sống nó vẫn tiếp tục diễn ra ở cái mức rất là cao. Và tất nhiên là đời sống của những người ở khu vực đó cũng được bảo đảm rất là nhiều. Và trong bối cảnh này thì chính phủ New South Wales đã cam kết là sẽ xây dựng 30% những căn nhà xã hội trên những cái thửa đất công của chính phủ để có thể được bán hoặc được cho thuê với mức giá phải chăng, với hy vọng giúp đỡ được những thành phần nghèo khó trong xã hội và kéo thu ngắn lại cái khoảng cách bất bình đẳng xã hội giữa các tầng lớp với nhau. Liên quan đến đại dịch COVID-19, kính thưa quý vị, ngày hôm nay, y sĩ trưởng của tiểu bang New South Wales, bác sĩ Carrie Chan, một gương mặt rất quen thuộc trong đại dịch COVID-19 nhưng cũng rất là lâu rồi, chúng ta không nghe phát biểu gì của bà.
Chính vì vậy ngày hôm nay lên tiếng trên các cơ quan truyền thông thì những cái nhận xét của bác sĩ Carrie Chan rất được quan tâm khi bà cho rằng mùa đông Úc Châu năm nay số ca nhiễm bệnh flu, có nghĩa là cảm cúm, có thể sẽ gia tăng rất nhiều. Và căn cứ vào dữ liệu đã xảy ra tại Hoa Kỳ thì bác sĩ Carrie Chan cho biết là mùa đông năm nay sẽ tới sớm hơn, số người nhiễm bệnh cũng sẽ cao hơn. Đồng thời với sự gia tăng số ca bệnh cúm thì số người nhiễm COVID-19 cũng như là những cái virus khác cũng sẽ gia tăng trong mùa đông năm nay. Và biện pháp duy nhất để bảo vệ sức khỏe của người dân theo lời kêu gọi của y sĩ trưởng Carrie Chan đó là chủng ngừa. Và chúng ta nên chủng ngừa COVID-19 cũng như chủng ngừa bệnh flu cùng một lúc, bởi vì đây đã được phép bởi các cơ quan y tế. Trước đây thì chúng ta nghĩ rằng phải chủng ngừa sẽ cần cách nhau 2 tuần hay 4 tuần. Nhưng trong thực tế thì các bác sĩ cho rằng chủng ngừa cùng một ngày cho cả hai loại vaccine không ảnh hưởng gì với nhau và có thể tiết kiệm được thời gian. Và đó là lời kêu gọi mới nhất của giới chức y tế tại tiểu bang New South Wales. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, ở Sydney thì có lẽ nhiều người rất quen thuộc với việc mà đi lại bằng tàu điện, bởi hệ thống tàu điện rất là tiện lợi. Thế nhưng mà ít ai biết rằng giữa 170 ga tàu và hàng triệu chuyến tàu di chuyển mỗi ngày thì công ty Sydney Train mỗi tuần đều nhặt được từ 500 đến 700 món đồ mà hành khách bỏ quên trên các toa tàu. Do vậy mà công ty vận hành tàu điện ở Sydney cũng đã có một cái nhóm nhân viên chuyên thu gom và trả lại hành khách những cái tài sản bỏ quên của họ. Mà trung bình trong vòng một tháng thì có khoảng 3.600 món đồ đã được tìm thấy và trả lại cho khách. Và các vật dụng bị bỏ quên chủ yếu như là ví, chìa khóa, thẻ Oppo, đồ trang sức hoặc thậm chí là cả xe đẩy, xe đạp và dụng nhạc cụ. Và một nhân viên cho biết là mỗi ngày họ nhặt được khoảng 15 chiếc điện thoại di động bị bỏ quên. Và vào ngày mưa thì họ thậm chí còn nhặt được tới 70 chiếc ô. Và ngoài những vật dụng thông thường này thì đôi khi họ còn tìm thấy cả những cái đồ đạc rất đặc biệt hoặc là rất có giá trị. Như họ từng nhặt được một chiếc hộp gỗ bị bỏ quên trên một chuyến tàu, hóa ra là tro cốt của ai đó. Và người chủ thì đang trên đường ra sân bay và đã bỏ quên cái hộp tro cốt này trên toa tàu. Và hay có lần người ta thấy một chiếc túi sách của người phụ nữ nhưng bên trong không có gì, chỉ có một chiếc phong bì trong có chứa 10.000 đô la. Nhưng có lẽ hạnh phúc nhất là những hành khách nước ngoài mà bị mất hộ chiếu, ví điện thoại và máy tính xách tay ngay trước chuyến bay của họ mà nhóm nhân viên đặc biệt của Train Sydney cũng đã tìm và gửi lại cho họ rất kịp thời. Và kính thưa quý vị, cũng tại Sydney trong những ngày vừa qua khi mà hàng triệu người đang hân hoan chào đón lễ phục sinh thì một cửa hàng trang sức ở thị trấn South Coast ở tiểu bang New South Wales đã bị trộm đánh cắp hơn 100.000 đô la các sản phẩm về nữ trang như là những cái mặt dây chuyền, những cái vòng tay hoặc là những cái hoa tai và những cái trâm cài. Và việc này đã xảy ra vào 2 ngày liên tiếp. Thứ nhất là vào ngày Good Friday, có nghĩa là ngày thứ 6 vào lúc 4 giờ chiều. Sau đó là ngày thứ 7, 9 giờ sáng thì những tên trộm này một lần nữa lại trở lại viếng thăm cái cửa hàng trang sức và lấy thêm một mớ đồ. Tổng cộng số tiền đã lên đến hơn 100.000 đô la. Chủ nhân của cửa hàng này cũng đã báo cảnh sát và cũng đã loan báo trên Facebook chụp hình lại tất cả những cái món trang sức đã bị mất, với hy vọng là những ai mua được chào mời để mua những cái món trang sức này có thể nêu ra cái nghi ngờ hoặc có thể báo cảnh sát nếu họ nghi rằng đây là những món trang sức đã bị ăn cắp từ cái cửa hàng này. Có thể nói đây cũng là một cái chuyện khá là hy hữu khi mà tên trộm đã hai lần viếng thăm cùng một cái cửa hàng trong hai ngày liên tiếp. Vâng, đúng vào dịp Giáng sinh có lẽ cửa hàng đã đóng cửa. Vâng, có nghĩa là chủ nhân hơi lơ là, không có cảnh giác. Vâng. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, ở lãnh thổ Bắc Úc thì có một thông tin đang làm dấy lên mối lo ngại cho mùa du lịch sắp tới. Đó là lượng đặt phòng tại các cái công viên caravan đang chứng kiến cái sự sụt giảm lên tới 50%. Các nhà điều hành du lịch thì cho rằng việc đưa tin gần đây về cái tình trạng tội phạm hay là các cái vấn nạn xã hội ngày càng gia tăng, cũng như giá vé máy bay gia tăng hay là chi phí sinh hoạt đắt đỏ là nguyên nhân chủ yếu khiến cho khách du lịch giảm lui đến lãnh thổ của Bắc Úc. Đặc biệt tại điểm thu hút du lịch chính của Bắc Úc là thành phố Alice Springs thì đang phải chịu hậu quả của cái tình trạng này. Bởi dịp nghỉ dài cuối tuần lễ phục sinh thường được coi là thời điểm bắt đầu không chính thức của mùa du lịch tại Alice Springs. Ngoài ra thì năm nay cũng còn được đánh dấu bằng một cái lễ hội ánh sáng của người bản địa rất nổi tiếng.
Thế nhưng mà năm nay khách du lịch thì dường như bỏ qua cái trung tâm Alice Springs mà đi đến những cái địa điểm du lịch khác chứ không dừng chân tại đây. Và sự giảm số du khách đến lãnh thổ Bắc Úc còn ảnh hưởng đến cả ngành khách sạn khi mà số đặt phòng cũng không cao như mọi năm. Và kính thưa quý vị, những cái bất ổn tại lãnh thổ Bắc Úc hiện nay đã lên đến cao trào và chính quyền liên bang của Thủ tướng Albanese đang bị chỉ trích rất nhiều bởi vì không có một cái biện pháp nào giảm hạ những cái sự bất ổn tại khu vực này, đặc biệt là trong thành phần thanh thiếu niên. Và đó cũng là một trong những cái thách thức được cho là lớn lao nhất của chính quyền Albanese trong bối cảnh hiện nay. Cuối cùng, một thông tin liên quan đến Nhật Thực là một cái trường hợp vô cùng hiếm gặp lần đầu tiên diễn ra từ năm 1974 tại tiểu bang Tây Úc. Một cách cụ thể thì vào ngày 20 Tây tháng 4, vào lúc 11 giờ 29 phút buổi sáng 20 Tây tháng 4, Nhật Thực toàn thời sẽ xảy ra. Điều này cũng có nghĩa là mặt trời sẽ biến mất hoàn toàn vào thời điểm đó. Và việc này sẽ xảy ra tại một cái thị trấn có tên gọi là Nigalu, cách thủ phủ Perth của tiểu bang Tây Úc khoảng 1.200 cây số về phía bắc, trong khi tất cả những cái tiểu bang và lãnh thổ khác còn lại trên toàn quốc Úc Châu sẽ xảy ra tình trạng nhật thực một phần vào lúc khoảng 1 giờ 29 phút chiều ngày 20 Tây tháng 4. Hy vọng khán giả của Vietfay TV sẽ có những cái sẽ ghi nhớ cái thời điểm này để chúng ta có thể đón xem cái tình trạng nhật thực rất lâu rồi mới diễn ra tại nước Úc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhưng mà việc nhìn thẳng vào mặt trời hay là xem mặt trời khi mà diễn ra cái hiện tượng nhật thực thì cũng không tốt cho mắt của con người. Do vậy, và các chuyên gia ở Úc là cũng đã khuyến cáo cư dân Úc là khi theo dõi cái hiện tượng này thì cần đeo những cái kính chuyên dụng hoặc các thiết bị quan sát mặt trời cầm tay có cái bộ lọc. Còn theo như truyền thống dân gian của Việt Nam thì khi mà người dân xem nhật thực thì thường bê một cái chậu nước ra giữa sân và nhìn vào trong đó để nhìn cái ánh phản quang, chứ chúng ta không nhìn trực tiếp vào mặt trời. Với những thông tin vừa rồi thì Kim Hoàng và Lily cũng xin tạm kết phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi tối ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý khán giả. Chúng tôi sẽ trở lại vào lúc 8 giờ tối nay trong phần điểm báo thế giới. Vâng, Lily xin trân trọng kính chào.